Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay Top 5 tiếp tục mặt lý Honda Hòa An 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu trên đường 4D và đối diện với khách sạn Mường Thanh các bạn nha. Thì ở video ngày hôm nay trước mắt các bạn đây là chiếc xe Honda E-Blade 125 phanh CBS năm 2021 phiên bản màu sắc mới nhất, lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Honda E-Blade này. Và ngày hôm nay Top 5 sẽ giới thiệu qua đến các bạn về cái phiên bản này, cũng như là cung cấp đến các bạn giá bán mới nhất cũng như là chương trình khuyến mại dành riêng cho mẫu xe Honda E-Blade đây. Với bản thân mình ấy, vóc dáng vào khoảng tầm 1m75-76, ngồi cũng rất là vừa vặn luôn cho mẫu xe Honda E-Blade. Thậm chí các bạn ấy thấp hơn một chút hoặc cao hơn một chút ấy, điều khiển mẫu xe này rất là ok. Vì mẫu xe này có thiết kế là trung tính, phù hợp với mọi lứa tuổi các bạn nha. Trai có đi cũng được mà gái đi cũng được các bạn nha. Sau đây các bạn cùng theo dõi trên màn hình, mình sẽ điểm qua một số những nét mới trên mẫu xe Honda E-Blade này để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhìn trên màn hình ở đây. Đây là phiên bản màu xám đen mới nhất năm 2021 luôn. Màu sắc lần đầu tiên xuất hiện các bạn nha. Đặc biệt hơn nữa ấy, là trên phiên bản này nó có những cái vị trí nó không có quá nhiều khác biệt so với bản năm 2020. Tuy nhiên ấy, cái màu sắc này nó tương phản phối với màu đen, nhìn cực kỳ là ấn tượng luôn. Đây các bạn có thể nhìn dọc đây, với dải đèn đờ mi này, kết hợp với đó là đèn xi nhan phía bên trên cao này ở hai bên. Và đặc biệt hơn nữa, ở những phiên bản năm 2020, Honda đã làm lên cho nó cái hệ thống đèn pha LED này rất ngầu và ấn tượng luôn các bạn nhé, rất ngầu và ấn tượng. Rồi, đây là cái phiên bản 125 trang bị phanh CBS. Đây các bạn có thể theo dõi luôn nhé. Chỉ những phiên bản 150 mới có hệ thống phanh ABS mà thôi. Còn phiên bản 125 này chỉ được trang bị hệ thống phanh CBS đây, các bạn có thể theo dõi. Đây là hệ thống phanh kết hợp, mình có thể giải thích thêm để gửi đến các bạn như vậy. Phanh kết hợp có nghĩa là các bạn bóp một phanh nó sẽ được cả hai phanh, đem lại một yếu tố là an toàn hơn rất nhiều cho mẫu xe Honda E-Blade. Đấy, các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy nha. Đây là phiên bản 125, chính vì vậy cái phần mão đầu đèn này nó không được làm nhô lên cao hơn như phiên bản 150. Đấy, các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy. Và hiện nay trên phiên bản 125 này nó có thêm cái hệ thống, đây là cái ngàm nhá, giữ phanh. Khi các bạn dừng ở vị trí đồi dốc ấy, thì cái ngàm này có tác dụng rất lớn. Đây mình có thể điểm qua cho bạn xem luôn này. Đấy, mình có thể giữ phanh lại luôn nhá. Còn trường hợp các bạn muốn nhả ra, các bạn chỉ cần bóp phanh vào nó tự nhả ra cho các bạn luôn này. Đấy, các bạn có thể theo dõi nhá. Đây là một yếu tố mà chắc chắn những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Honda E-Blade thì các bạn biết rồi. Tuy nhiên với những bạn nào chưa quan tâm và chưa biết đến thì các bạn chưa biết tới cái hệ thống này đâu. Đây là một cái vị trí nó nhỏ thôi nhưng cái hữu ích của nó rất lớn. Các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. Rồi, mình đi tiến sang phần ngang xe đi để các bạn có thể theo dõi. Đây là phiên bản màu xám đen, rất đẹp này. Hiện nay trên mẫu xe Honda E-Blade 125 này còn trang bị một số các phiên bản khác nữa. Ví dụ như là phiên bản màu xanh đen này, đỏ đen này, trắng đen nữa các bạn nhá. Bốn màu sắc trên phiên bản 125. Và đặc biệt là phiên bản màu đen, một màu đen mà trước đây là màu đen vàng đồng ấy. Tuy nhiên ở thời điểm này thì họ chỉ trang bị màu đen thôi. Cái phần vàng đầu vàng đồng ấy thì họ đã loại bỏ đi rồi. Giống như trên mẫu xe Winner X cũng tương tự như vậy các bạn nhá. Phối với cái màu xám đen này là những cái họa tiết tem xe được làm vuốt lên rất đẹp các bạn nhá, giống như những tia chớp luôn. Và nhiều bạn ấy có để lại những xe của mình ấy là cái tem xe này đem lại một cách đơn giản nhưng lại cực kỳ là ấn tượng cho mẫu xe Honda E-Blade. Mình sẽ điểm qua một chút đấy các bạn về phần động cơ của xe. Mình có thể quay sát một chút để các bạn có thể theo dõi động cơ của xe. Hiện nay khối động cơ của xe là khối động cơ xăng 4 kỳ xi lanh làm mát bằng dung dịch. Và hiện nay cái khối động cơ này cho ra công suất ở đây là phiên bản 125 phân khối, tức là cái công suất của nó là 124,9cc các bạn nha. Cho ra cái công suất tối đa lên tới là 8,4kW tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 11,68Nm tại 5.000 vòng trên phút các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy. Rồi, mình sẽ tiến đến phần đuôi xe đi. Đuôi xe được làm khá là ok, rất gọn gàng và đẹp. Đèn xi nhan được tích hợp vào chung với phần đèn hậu các bạn nha. Dưới này là đèn soi biển số này. Cái phần này phần đèn phản quang này, các bạn có thể theo dõi nhá. Các bạn chỉ cần gắn biển số vào đây thôi là cực kỳ đẹp. Cái phần tay dắt cũng rất là nhỏ gọn nhưng chắc chắn. Mình phải nói là rất chắc chắn các bạn nhá. Rất chắc chắn trên mẫu xe Honda E-Blade này. Đấy, một số điểm mới trên cái mẫu xe này. Mình có thể tiến qua để các bạn có thể theo dõi phía bên này đi. Đây các bạn có thể theo dõi nhá. Bô xe thì vẫn giống như phiên bản năm 2020 thôi. Bên ngoài có một lớp bảo vệ chống nóng này. Bô xe được sơn màu đen toàn bộ luôn. Nhìn cũng rất là thể thao các bạn nhé. Rất là thể thao, phong cách. Và hiện nay trên mẫu xe này nó có điểm cải tiến hơn,
tốt hơn so với các cái mẫu xe như là Honda Vision là nó trang bị hệ thống giảm xóc phía sau. Giảm xóc phía sau cả hai bên đem đến một cảm giác nhìn nó cân đối hơn, đẹp hơn các bạn nhá. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cái phiên bản 150. Hiện nay phiên bản 150 cũng có 5 màu sắc tương tự. Mình có thể điểm qua là đỏ bạc đen này, xanh bạc đen, xám đen bạc và đen bạc các bạn nhé. Và màu phiên bản đặc biệt là phiên bản màu xanh xám đen, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Đấy, các bạn có thể theo dõi chi tiết cụ thể nha. Với phiên bản 150 phân khối thì nó sẽ có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đây là một điểm nổi trội rất nhiều so với các phiên bản còn lại các bạn nha. Rồi, tất cả các cái mẫu xe Honda E-Blade 125 và 150 đều được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Kết hợp với đó là mặt đồng hồ Full LCD hoàn toàn. Các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy. Và về cơ bản ấy, những cái gì trên mẫu xe này trang bị là một mẫu xe trung tính phù hợp với mọi lứa tuổi. Do đó ấy, với cái thiết kế đẹp, phong cách và thể thao như mẫu xe Honda E-Blade đây thì là mẫu xe của gia đình. Chính vì vậy, già trẻ lớn bé đều có thể đi được cái mẫu xe này. Đây là một cái điều mà mình đánh giá rất cao cho những mẫu xe của Honda. Gần như là Honda muốn tiếp cận tới nhiều đối tượng sử dụng chứ không như là Yamaha. Yamaha có những cái mẫu xe riêng dành cho giới trẻ này, hoặc những người cao tuổi, những bạn học sinh có những cái mẫu xe riêng, hoặc nữ giới có mẫu xe riêng. Tuy nhiên, với Honda E-Blade các bạn có thể theo dõi luôn có cho mình những cái màu sắc tem xe ấn tượng, kết hợp với đó là một cái thiết kế trung tính. Đây là một cái điều mình rất đáng quan tâm ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đây là một điều như vậy, các bạn có thể theo dõi cho mình. Và trên phiên bản này, hiện nay mình xin phép được báo giá đến các bạn luôn. Đây là phiên bản 125 tiêu chuẩn, do đó giá bán của nó vào khoảng tầm 40 triệu đến 40 triệu 500 cho phiên bản này. Còn phiên bản đặc biệt có giá vào khoảng tầm 43 triệu, phiên bản màu đen ấy, các bạn có thể theo dõi. Trong khi đó thì giá bán của phiên bản 150 dao động cho khoảng từ 53 cho tới 54 triệu. Đấy, các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy nha. Tức là hiện tại giá bán của dòng xe Honda E-Blade vẫn đang thấp hơn một chút so với giá bán đề xuất của hãng. Đây là một cái điều mà mình nghĩ là rất là ok, đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Honda E-Blade này, các bạn hãy đến trực tiếp với Honda Hòa An để xem xe. Đầy đủ các phiên bản hấp dẫn khác nhau luôn. Ở đây thì mình mới chỉ đưa ra một cái phiên bản 125, phiên bản màu xám đen này thôi, để các bạn có thể tham khảo vì là màu sắc rất mới. Còn những bạn nào lựa chọn những phiên bản màu trắng đen này, đỏ đen và xanh đen, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các bạn nha. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay. Và kể cả mẫu xe Honda E-Blade này vẫn có chương trình trả góp với lãi suất hấp dẫn, đặc biệt là lãi suất thấp nhất là khoảng tầm 0,79%, và nhận được rất nhiều những món quà ưu đãi hấp dẫn từ đại lý như những bộ quần áo mưa, mũ bảo hiểm, chai dầu máy vân vân, để các bạn có thể có cho mình những cái sự lựa chọn hấp dẫn các bạn nha. Và ngày hôm nay top 5 muốn gửi tới các bạn mẫu xe Honda E-Blade đây. Các bạn đã theo dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ top 5 nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.